Chúa ở mặt chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, người Cha ban cho con, thì con muốn rằng con ở đâu, họ cũng ở đấy với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha cũng chính thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã cho họ biết chân Cha, và con sẽ còn cho họ biết được, để tìm Cha như con ở trong họ, và con cũng ở trong họ được. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đồng phục vụ, đặc biệt là tăng quý của bà Na Thị Mê. Trong tuần này, giáo sư chúng ta mất đi hai cụ bà Anna, cụ Anna Phạm Thị Lạc gọi là bà cụ Nho 80 tuổi và cụ Anna Phạm Thị Hương cụ Thuận 87 tuổi. Chiều hôm nay chúng ta hiểu được nhau tới đây để tham dự thắp lễ an táng cụ Anna Lạc. Chiều mai để an táng cụ Anna rồi. Sự ra đi của các cụ nhắc nhớ chúng ta rằng đã có tuổi thì ai cũng phải chết. Con cháu cộng đoàn có yêu thương chạy chữa làm sao, nếu ghen như thế nào thì cũng đến lúc các cụ vượt khỏi vòng tay của chúng ta để ra đi. Thật vậy, chết là một điều phổ quát đối với con người. Đã từng có một tần thì hoàng tìm mọi phương cách, tìm thuốc chữa sinh, nhưng đã bất thành. Khi đi chúc Tết, người ta không chúc nhau là bất tử, nhưng chỉ chúc nhau trường thọ là tổ chức. Vậy thọ thì là bao nhiêu? Thánh Kinh cho biết tuổi thọ của con người, ngoài các tổ phụ có tuổi rất là cao, thì hầu hết tuổi thọ trung bình là 70 đến 80 tuổi. Tính tuổi thọ trong ngoài tổ chức, mặc dù chắc là 80, mà phần lớn là gia ma vốn khổ, cuộc đời thân thoát, chúng con đã bất động. Theo văn hóa Á Đông, nhà thơ Đỗ Phủ trong bài thơ Hương Giang Nhị Thủ có câu: Nhân sinh thất thập cổ lai nghi, nghĩa là con người xưa nay 70 là hiếm. Ngày nay thì nhờ những tiến bộ của khoa học, những điều kiện chăm sóc y tế tốt hơn, tuổi thọ con người có thể trên 70. Và cái mức tuổi tính về thọ thì 60 tuổi thì được gọi là hưởng thọ rồi đấy. 59 tuổi mà chết người ta gọi là hưởng dương, từ 60 trở lên gọi là hưởng thọ, nhưng 60 thì gọi là hạn thọ. Sống đến 70 người ta gọi là trung thọ, và 80 là người ta cùng thừa thọ, 90 thì người ta cùng đại thọ, và đến 100 thì người ta mừng và rất là hiếm, đó là bắt đi dài đại. Nhưng nói chung, dù có đến sống 100 tuổi thì con người cũng sẽ đến phải chết. Trăm năm nào có gì đâu, chẳng qua một năm họ không sắp đi. Nhà thơ Cao Bác Quát trong bài thơ Bốn Điều Tiêu Sầu cũng tính đời người khoảng trăm năm, 36,000 ngày là mấy, cầm phù du trong thế giới người. Thôi công đâu lúc đến sinh đời, kêu hiện một bài cũng lớn lắm. Đoạn câu nhất sinh duy hữu tử, trầm tư mắc kế nhất như nhạc. Cuộc đời này chỉ trăm năm, cho nên dùng rượu để tiêu sầu, sống sang đó thong thả nhàn nhạt, chứ không phải con chen. Chết là quy luật hiển nhiên, là sự thật không chối cãi. Chưa ai trong chúng ta có kinh nghiệm đi vào sự chết, cùng lắm là chết cùng. Nhưng mà tất cả chúng ta đến tuổi này rồi thì đều có kinh nghiệm về nỗi buồn, mất mát người thân. Sự ra đi của bà Anna ở tuổi 80 thì lại cho chúng ta, đặc biệt là các con cháu, nỗi đau buồn, mất mát to lớn. Những người con mất đi người mẹ duy nhất của mình, như mặt trời chỉ có một mà thôi.
bạn bè tôi chỉ có một trường hợp. Tôi có đọc rằng Facebook ở trên Facebook của một người mới mất mẹ ghi lại một bài tâm trạng buồn thế này: mẹ mất rồi, giờ mới hiểu, mới thông tin như là mẹ đã. Mày không còn mẹ, con mới hiểu về mẹ bao la. Mừng chắc mất đi, con mới hiểu thế nào là yêu thương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả phần trăm, mất cả đại dương. Rồi ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào rồi. Đời bao la lo, con thấy cần bàn tay nơi đây. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời yêu, mất cả người yêu. Trước cái chết của những người thân yêu, đặc biệt là của người mẹ, chúng ta đau buồn. Và rồi đây mỗi người chúng ta cũng sẽ dần đến cái chết. Lễ an táng là gì? Để mỗi người chúng ta cảm động, không chỉ là chia buồn với tăng quyến, mà còn nghĩ đến sự chết của chính mình, về hồn của sự chết. Trước cái chết, người ta có nhiều cái quan điểm, cái tâm tình rất khác nhau. Có người coi cái chết như là một cái cơ hội để thể hiện mình, cái lòng can đảm. Có cái chết như là tơ hồng. Có người đối diện với cái chết thì rất là sợ hãi. Nhất là đối với người không có niềm tin thì chết là một điều khủng khiếp, là đi bằng ngõ cụt, đi vào một sự hư vô trong đời vô định. Chẳng hạn như lời bài hát Hạ Tử Nào có kết thúc tôi, để một mai tôi trở về cặp cụ. Chúng ta là những người có niềm tin mình thì chết có phải là trở về hư vô và cặp cụ thôi, cho chết hết kiểu vài chừng chết hết phim. Còn con người được Chúa dựng lên có xác có hồn, cho nên có đường sau và có sự thưởng phạt. Niềm tin khi tôi giáo cho chúng ta biết thân xác con người do hậu quả ăn của ông Adam khi chết sẽ trở về cho Chúa. Những linh hồn con người được dựng lên giống như là Chúa, khi liền có thể linh hồn sẽ về hay sẽ đến trước mặt Chúa để chứng phạt xem kẻ làm thì được thưởng công, kẻ giữ thì sẽ bị luận phạt. Trong kinh Tiên Kiếm chúng ta cũng tuyên xưng: tôi tin xác loài người về sau sống lại, tôi tin sự sống lại và sự sống đời sau. Do đó là tôi nói chúng ta xác tin vào sự sống đời sau và coi chết là một điều cần thiết để có thể chuyển đổi, hay là như là một bản đề để chúng ta bước vào từ cái cõi tạm này đến cái cõi vĩnh cửu đời sau. Hay là khi chúng ta rời bỏ trái đất, rời bỏ căn nhà này thì cũng chỉ là rời bỏ cơ hội, rời bỏ căn nhà ta để đi về nhà cha, và đấy mới là nhà đích thực. Và đọc thứ nhất chúng ta nghe: niềm tin vào sự sống đời sau đạt được tuyên xưng trong cái tin tức được trên thành những tâm tình bài hát chúng ta nghe có khi chúng ta thuộc. Sự sống này thì thay đổi chứ không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy thương lắm. Rồi trong khi tiếp tục lễ an táng, phổ thân cũng nói lên sáng tiếng của mình, lệnh chúng đối với các yêu thương Chúa: sự sống thay đổi chứ không mất đi. Vì khi nơi áo ở trần gian này bị diệt tiêu tan, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ bên tiếp trên trời, không có tay người phàm làm ra, mà do chính Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Bài tin mừng của Chúa Giêsu hôm nay cũng nói các thông lệ của Ngài rằng Ngài biết rằng Ngài ở đâu thì những kẻ phụng sự Ngài cũng sẽ ở đó với Ngài. Mà nếu chúng ta đọc tin mừng Gioan từ chương 13 trở đi, hay là chương 16 tới 17, thì chúng ta sẽ thấy rõ tâm tình của Chúa Giêsu. Ngài an ủi các tông đồ đừng sao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà các thầy có nhiều chỗ ở, thầy đi để đón chỗ của các con. Đó là sáng tin của các tín đồ hữu của chúng ta. Và
khóc vì mất đi một đứa tu trẻ tuổi mới ở tuổi 24, bao nhiêu điều thương tiếc. Nhưng mà thì Teresa mỉm cười nói với các chị đứa tu khác rằng: các chị, em đâu có chết, em đi vào cõi hạ xuống. Niềm xác tín của chúng ta dựa trên cơ sở là trên đức tin Kitô Hữu chúng ta. Đức là Thiên Chúa bất tử, nhưng để cứu được con người, Ngài đã làm người, Ngài đã đi vào cõi chết ở cái tuổi 33 và từ chỗ cõi chết Ngài đã sống lại để trở nên căn nguyên nơi đứng đầu của tất cả chúng ta. Và vì vậy để lại cho chúng ta một niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Quả thực Ngài là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ngài thì không chết, và ai chết và tin Ngài thì sẽ không bao giờ phải chết đời đời. Thương bạn chị em ngày hôm nay của bạn đang mang bằng xuống theo quy luật tất yếu của kiếp người. Nhưng đây cũng là bước ngoặt cần thiết để cũng rời bỏ kiếp sống này để về với Chúa. Trong thời gian sống tại thế của bạn đang đã tham gia các sinh hoạt giới cộng đoàn, nhất là những đối tượng thân thiết của bạn đã phục vụ trong vai trò của một bạn cùng cách trung tín và nhiệt thành, và đã trung thành với đức tin cho đến thời thời cuối cùng. Do đó chúng ta tin tưởng Chúa sẽ ân thưởng cho cô. Xin Chúa thương tha thứ cho lỗi lầm thiếu sót trong bộ phận của cô đối với gia đình, đối với cộng đoàn, với con, để giải mọi hình phạt sớm đưa linh hồn của cô được an nghỉ. Và như thế chúng ta chết